Trên Nimo TV và các anh em ở trên YouTube có xem lại. Ngày hôm nay thì tôi đã cài xong con GTA San Andreas với bản remaster chính gốc rồi. Update ở trên Rockstar Game Launcher và đã cài Việt hóa. Tôi nghe nói là anh em nào mà Việt hóa con này có vẻ cũng khá là mặn mòi đấy. Từ ngữ khá là mặn mòi đấy, không thua kém gì cái con GTA 5 Việt hóa đâu. Đậm chất coi như là bình dân, đậm chất giang hồ. Chứ không phải là theo kiểu gọi là bình thường đâu, dịch dịch uất bánh uất đâu, mà là dịch khá là kinh đấy. Vào xem là anh em như thế nào. Ngày hôm qua thì chúng ta đang làm việc cho cái thằng cha Toreno, cái thằng cha gọi là cớm cớm chìm làm việc của chính phủ. Mặc dù làm việc của chính phủ nhưng mà thằng cha này nó không từ một cái nhiệm vụ gì, kể cả là nhiệm vụ có thể hại người xấu chăng nữa, nó cũng vẫn làm, miễn là phục vụ cho cái lợi ích của chính phủ. Ok, mà chúng ta tiếp tục. Tôi làm thùng đựng cho anh em ném rẻ rách vào. Hôm nay kéo co nhiệm vụ lái máy bay không em anh em ơi. Hôm nay xong rồi kéo co từ K1 rồi. Mỗi ngày chỉ một một cái kéo co là tối đa thôi nhá. Theo tôi thấy thì cái phiên bản này, cái phiên bản của Rockstar Game Launcher nó cũng cải thiện đồ họa đẹp hơn anh em ạ. Tôi nhìn trông nó có vẻ thật hơn. Trông nó có vẻ gì nó thật hơn, tức là màu sắc rồi mô hình các thứ chắc là nó cũng có cải thiện cái gì đấy trong vài cái bản update gần đây, nhìn trông có vẻ ngon hơn. Đây. Đấy, thử đi nói chuyện cả Toreno cái xem là đã Việt hóa chưa nhá. Thử vào phát xem. Ừ, có sương mù sương miếc. Không, trông nó cũng có nét khác đấy, nếu mà anh em để ý là cũng có nét khác đấy. Màu da màu giết của CG là cũng khác đấy. Cái cờ lao xin đi à? Không, tôi chọn lô cờ, tôi không chọn cờ lao xin nữa rồi. Tôi chọn lô cờ rồi. Nè, không lẽ lại là dòng đời đưa đẩy? Ai cho tôi lương thiện? Em ủng hộ nhà phát sản xuất không được à? À đây rồi. Cái gì đây? Vừa mới vào đã tuyệt con mẹ nó vời. Kinh đấy, kinh đấy. Ấy da. Quả Việt hóa kinh đấy chứ. Ông muốn cái quần gì? Ông muốn thả anh tôi không? Chưa phải lúc. Ôi, ta nói dối cậu để bắt cậu việc cho ta. Ông quá cái gì đây? Because I need him alive as much as you do. Oh, thanks. Quả Việt hóa mặt mòi quá. Có hai tên mật vụ đang muốn trao thưởng lấy đầu cậu. Một điệp viên Nga mập mạp cũng muốn tiếp đãi cậu. Dùng kìm kẹp của quý chẳng hạn, sướng lắm đấy. That ain't nothing cool, man. Just leave me alone. You bad news. Don't worry about it. The Russians got bigger things to worry about than your genitals, believe me. The whole country went to shit. You know, we tried hard to put a lid on it, but that idiot Gorbachev with his little strawberry in his forehead gave me a crown jewels. Still, I got their, you know, their boy in the White House. That was nice. Ôi, cái này đúng là có Việt hóa mình mới hiểu được hết cái tông nhỉ? Tôi chỉ nghe tôi toàn hiểu cái ý chính thôi. Shouldn't cost that much. You offer them a dollar. À, bắt mình đi mua, mua cái mảnh đất. Ai gây khó đấy, ai gây khó khó dễ cứ giết luôn. Sau đấy sẽ cho mình những cái nhiệm vụ quan trọng hơn. Thỉnh thoảng vẫn có câu tiếng Anh chen vào anh em ạ. Nhưng nói chung mà lão này giờ bắt mình đi mua đất. Thế là thế nào? Không hiểu luôn đây. Cứ vào hội thoại hoặc là hết hội thoại một phát là lại crash. What
the hell? Có khi là do cái sim rồi anh em ạ, do cái sim cloud data, tôi nghĩ là như thế. Do cái sim cloud rồi, làm nào để tắt cái này đi nhở? Tôi nghĩ là do cái này này, do cái auto save này. Tôi nghĩ do cái auto save thôi. Nhưng từ từ để tôi xem là cái tắt nó đi như nào anh em ơi. Setting à? Tắt ở đâu? Chắc là do cái kia thôi. Xóa file auto save đi. Vào setting tắt đây, đang setting đây. Đang setting đây anh em. Có gì đâu? Hay là setting ở trong game? Chắc setting ở trong game đúng không? Update á? Không không không. Không không phải update. Xuống tìm dòng có chữ 2. Thế thì ở đâu? Bây giờ trong launcher không có, trong game không có thì làm kiểu gì? Có anh em nào biết không? Tôi không, không không cái này là do tôi nghĩ là do tôi nghĩ là do cái xin thôi, bởi vì mỗi lần ra nó lại bảo xin. Likey bảo ở launcher, làm gì có launcher đâu. Đang xem ở launcher đây có đâu. Không, tôi nghĩ không phải do Việt hóa đâu anh em, mà nó do cái xin giữa cái file save ở trên mây và ở cái file save ở trong máy ấy, bởi vì là bấm vô game chỗ my install. My install đâu? Đâu? À đây à? Ở đây 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 đây. Ừ đúng 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 đúng. Đây. Ờ đúng anh em ạ, đúng 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 đúng. Enable cloud save đây đúng không? Ờ đúng 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 đúng. Chuẩn đấy, chuẩn. Rồi tôi tắt rồi. Ok, tắt rồi đấy. Và vớ vẩn, và vẩn. Có cho tao được xem coi như là cái dòng Việt hóa phải có tâm của anh em không? Và vẩn. Cái bản Việt hóa này tôi đao ở trên game tiếng Việt anh em ạ. Tôi đao ở trên game tiếng Việt. Có một anh em ở trên game tiếng Việt coi như là Việt hóa con này. Thấy bảo là thức mấy đêm liền để Việt hóa. Việt hóa có tâm như thế này, đang xem hay lại không được chơi, bực của mình. Ờ, xa xong dại thấy crash thì vui nhở. Thực ra cái bản Việt hóa này là nó lấy từ bản Việt hóa này là được port từ cái bản Việt hóa của cái San Red cũ anh em ạ. Việt hóa từ cái bản San Red cũ. Rồi bây giờ phải làm xong nhiệm vụ này đã thì mới lại nói chuyện tiếp được. Rồi, mọi thứ đều khá là ổn rồi. Lão kia lão bảo tôi bây giờ đi khử, à đi mua một cái mảnh đất nào đấy thì bây giờ mình mua chỗ nào cũng được đúng không anh em? Cứ chỗ nào có hình cái nhà được thôi đúng không? Không cần phải câu nệ gì đúng không? Ghim à? Lại thích ghim à? Ờ, anh em thích ghim thì ghim. Thích ghim thì tôi lại đi ghim, sao đâu? Truyền con nhà bà Thống đúng không? Thích ghim thì lại ghim, tưởng gì. Ồ, có cả thành phố này tôi chưa qua bao giờ, hay là cái khu này là khu gì đây không biết. Quân sự hay cái gì nhìn kinh này. Ghim thì ghim. Tưởng gì gì tường. Lão ấy bảo mua chỗ sân bay à? Ok, mua sân bay hả? Ok rồi.
mua nhà gần sân bay để sau này còn tập bay. À, nhiệm vụ mà anh em bảo rất là khó đấy đúng không? Chết rồi, đi nhầm đường rồi. Anh em nhìn tôi làm xiếc một phát đây này. Nhìn đây này. Ui xôi. Ơ mày làm cho gì? Không cho tao bay xe này. Láo bồ lêu. Dây về xã hội thâm à? Hai thằng này, ai cho mày đi xe dùng cái thằng đấy vừa bật tao? Bồ láo này. Láo bồ lêu. Ôi rồi, em bị ổn xe cơ. Hôm nay oan ra ngõ hẹp à? Thế điếu nào? Toàn gặp một con xe này là thế nào? Mượn xe cơ. Em mượn xe cơ. Oan ra ngõ hẹp quá. Các anh cảnh định làm gì em? Anh tuổi dính đòi đuổi em. Xuống sông anh nhá. À, thế mà không xuống sông cả. Khá quá. Khủng bố trên đời. Tránh được bạn ơi. Đây mới đúng là GTA tôi hay chơi ư? Ơ? Ơ? Phải trưởng? What the hell? Ơ kìa. Giỏi phết nhở. Chị này chắc từ rạp xiếc trung ương. Bố đời. Đấy mới đích thực là bố đời các bạn. Tôi chưa là cái gì luôn. Đấy mới đích thực là bố đời. GTA khiến con người bộc lộ bản chất. Ừ. Bộc mạnh luôn đi. Ngoài đời không được làm gì thì vào game chúng ta phải thể hiện đúng không? Ok, đi tập gym cái làm gì mà căng? Tập gym cái làm gì căng? Ghim cái làm gì còn. Ôi ôi. Thầy ơi cứu em thầy ơi. Ủa mày quá mẹ. Khổ. Học trò về nơi thầy lại giang tay ra cứu. Mặc dù nó là một cái thằng học trò hư đốn. Em cảm ơn thầy. Này tập tạ cái nhỉ. Thằng nào dám vào võ đường của thầy tôi? Bố láo vào thầy đấm vỡ mồm ngày. FC cứu trò. FC này không phải là FC cứu thầy mà đây là FC cứu trò. Rồi. FC thầy cứu. Ấy, tôi phải luyện tập cơ bắp của lên mắc đã. Lần trước cơ bắp của mình lên mắc rồi nhưng mà lần này đang bị giảm thế này. Rồi nhìn người trông nó không được đô cho lắm.
Giờ này không biết các anh Cảnh đã làm gì bên ngoài nhỉ? Tôi nghĩ là các anh ấy đang sang cái cửa hàng cà phê bên cạnh và ngồi uống cà phê đợi. Nhân văn, nhân văn. Tức là họ cảnh sát Mỹ họ không bao giờ họ làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân ấy. Tức là họ không bao giờ họ làm cho cái cuộc sống bình thường của những cái người dân vô tội bị ảnh hưởng bởi những cái thằng có tội. Họ sẵn sàng có thể là sang bên đường uống cà phê hoặc là sẵn sàng là điều toàn bộ nhân lực của mình đứng bên ngoài đợi. Miễn sao không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của những người dân lương thiện. Phải nói là thực sự khâm phục anh em ạ, khâm phục. Dịch đúng rồi, kêu sai cái gì? Sai cái gì cơ? Dịch cái gì sai? Không đúng mà. Tôi nghe là chuẩn luôn đấy. Chuẩn đến ôi! Trở về cắt bụi là thế nào? Con mẹ. Vãi cả trở về cắt bụi. Thật vãi chưởng. Nhân văn đây các bạn, nhân văn. Mình có người yêu ở đây rồi nên là chết bây giờ là không mất tiền và không mất đồ. Từ lúc yêu được em bác sĩ ở đây cái ngon. Không phải lo lắng gì cái chuyện mất đồ mất tiền luôn. Cảm ơn anh em bánh bao tập gym cho nó mờ lem. À thế hả, chị em bánh bao thích trai tập gym à? Ờ không, nhưng mà nhìn chị em bánh bao là biết là em có tập gym đúng không? Nhìn chị em bánh bao nhìn trông người trông đẹp lắm. Chắc là có tập gym, chắc thích anh tập gym. Nào bây giờ mình đi mua xe ở sân bay. À quên, đi mua đất ở sân bay đúng không? Sân bay là cái chỗ... Sân bay là cái chỗ nào không biết? Đây đúng không? Đây. Sân bay đây. Mưa đẹp hơn. Đúng rồi, anh em nhận ra chuẩn đấy. Trong mưa gió đẹp hơn. Cảm ơn anh em hát đi Lâm. Có nhiệm vụ theo dõi đóng giả Playboy cầm sẽ toy đánh gái. Nhiệm vụ nào đấy? Nhiệm vụ đâu đây anh em? Hát đi Lâm. Nhiệm vụ đâu anh em? Đâu? Nhiệm vụ ở chỗ nào đấy anh em? Hát đi Lâm cho hỏi cái này. Hình như sao mình không bảo người ta biết được thế nào nhỉ? Có hình như đi cưa em cảnh sát thì không bị mất súng khi bị bắt à? Ờ được đâu em cảnh sát đâu. Để tôi mua cái mảnh đất rồi anh nhá. Em cảnh sát đây tôi hỏi khỏi khí. Không phải em cảnh sát, anh cảnh sát chỗ nào ấy? Còn lâu à, qua thành phố mới à? Ờ thế thì bình tĩnh. Em cảnh sát có chồng. Hơi mà cái bản Việt hóa này, bản Việt hóa này phải nói thật với anh em luôn là nó hơi tục. Tức là dịch chuẩn đấy, chuẩn cả những câu tục của tiếng Anh ấy. Cho nên là các cháu nhỏ tôi khuyên là không nên xem. Không có lại học theo chết. Hôm sau về chửi bậy bố mẹ hỏi là mày học ở đâu ra mấy cái trò chửi bậy chỉ biết này, bảo cháu học chú Dũng thì chết. Thanh danh một đời chú gây dựng 6 năm trôi theo dòng nước nhá. Cháu không nên học theo nhá. Cái gì đây? Sao lại có cả xuân này con không về? Đinh tặc. Kinh coi là tên nhiệm vụ hay đấy. Đấy, cái nhiệm vụ hôm qua mà giải đinh nữa anh em nhớ quả đinh tặc không? Kinh đi chứ. Ô! Đúng rồi, bị cái sếp rồi anh em ơi. Bị cái sếp rồi, cứ sếp game. Tức là những cái lúc nào mà mình ấn sếp game hoặc là cái lúc mà kết thúc hội thoại là bị. Mẹ con game ngu học thế. Cứ lúc nào đấy sếp là sẽ bị cày. Xóa file auto set trong folder game à? Ờ đây tôi xóa. Cứ đang chơi ngon nó lại bực mình. Đợi tôi tí để tôi xóa. Cảm ơn Long Lão Gia nhé. Mấy cháu nhỏ giờ còn tìm kiếm YouTube mấy từ như... Ôi dồi ôi. Thế à?
Đây. Xóa file, xóa cái file khốn nạn này đi, cứ lao xếp xóa bố đi. Rồi tôi xóa rồi đấy. Rồi, xóa rồi. Để khởi động lại cái launcher cho mượt mà nhé. Đồng bộ hóa file save là hết chứ đừng xóa auto save. Không, xóa là xóa cloud save anh em ơi. Xóa là tôi xóa cái cloud save chứ không phải tôi xóa cái auto save. Xóa cái cloud mà. Đây nó lại hỏi tôi đây này. Có enable cloud save không đây này? Cút. Và vẫn cút. Cút cho tao. Cút. Con khốn nạn cút. GTA 4 Remaster có cày lại không anh? Ừ được. Cày lại cho anh em. Có Remaster bản 4 thì hay quá. Con 4 dù sao vẫn được đánh giá là hay mà. Quá hay luôn. Về dòng tội phạm. Vào xếp thử cái biết ngay. Vào xếp thử cái biết ngay là có lỗi không. Giờ phút của sự thật đây này anh em này. Pha này là pha giờ phút của sự thật đây này. Giờ phút của sự thật đây này. Xem bên đây. Ui xôi ơi, nó là mượt mà. Cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn anh em quả coi như là tư vấn cho tôi phá xóa cloud xếp. Quá tuyệt vời. Bít bít anh em. Ngon lành lung. Tuyệt vời lung. Chơi lại Red Dead Redemption á. Con đấy thì chơi lại gì nữa anh em. Con đấy thì cốt truyện ra sao hay mọi thứ như thế nào thì tôi cũng đã, hồi đấy tôi đã dịch hết cho anh em rồi mà. Anh em xem anh em có hiểu ấy mà, có gì đâu. Cảnh sát phải sang chapter sau anh em ơi, sang thành phố mới thì mới tìm được. Cứ đợi xong cái này đã. À bản up này nó cập nhật update thêm các thứ mưa mủng trong nó thật hơn anh em ạ. Lần trước trông mưa miếc trông chán đời. Mưa không thấy đường đâu luôn. Giờ Witcher 3 anh có hồi sinh không không em ơi? Anh đéo thích Witcher thật. Đéo tiêu hóa được cái con game đấy. Mặc dù con game ấy là con game hay chắc chắn rồi. Được cả coi như là các chuyên gia lẫn các anh em game thủ Việt Nam có fan hâm mộ rất là đông. Tôi đéo thẩm được. Đéo thích. Tôi có thể cày Skyrim hoặc là Fallout bao lâu cũng được. Nhưng mà Witcher tôi đéo chơi. Đéo thầm. Đéo thích. Chơi mấy lần rồi mà không. Kiểu chơi mấy lần rồi nhưng mà không tiêu hóa được. Quá khó tiêu ấy. Riêng với tôi thôi, nhưng mà tôi chả nói là cảm nhận cá nhân nhá. Ý kiến cá nhân. Lá bài ý kiến cá nhân. Bởi vì là tôi chơi game, tôi thường tôi hay thích cái kiểu game mà nhân vật của chúng ta nó chưa có sự định hình ấy. Tức là chúng ta làm cái người mà vô danh, vô danh tiểu tốt và tự nhiên coi như là làm nên cái sự nghiệp của mình. Còn con Witcher thì định hình sẵn nhân vật và tính cách rồi. Tôi không thích. Rồi, đây rồi, mua nhà chỗ này đây. Không biết là bao tiền đây. Ôi, đã có sẵn con mẹ CBR ở đây chợ đợi mình. Vẫn có anh em sang Huỳnh vẫn cứ ghé cảnh sát ở thị trấn nhỏ bên trên tay trái map mà sao? Lúc nãy có anh em bảo là phải sang thành phố mới mà. Cảnh sát cảnh sủng đéo gì. Rồi mua xong nhá. Đã sở hữu. Bây giờ là tập lái máy bay đúng không? Bây giờ là mình phải tập lái máy bay đúng không? Càng phết nhở. Em cảnh sát ở chị thị trấn gốc 11:30 đi được luôn bây giờ anh ơi. Thế à? Thị trấn gốc 11:30 không cần phải ấy à? Chắc chắn đâu.
11:30. Chắc chắn rồi. Đây rồi. Ok thì tôi đi. Lên con CBR đi. Không, tôi nhờ nick của anh em Sang Huỳnh rồi. Tôi nhờ nick của anh em Sang Huỳnh. Nếu tôi đến mà không tán được thì đương nhiên là anh em Sang Huỳnh 365 ngày thôi. Tôi nhớ rồi, anh em yên tâm. Để tôi đến xem. Đây đúng không? Đồ cảnh sát trong khu này đây đúng không? Đó, tôi xem nào. Ừ, tôi nghĩ là mình tán được thôi. Làm gì mà không tán được. Đó, em là em nào? Xe RIP đây đúng không? Em này hả? Tôi nhìn trông vẻ giống lắm. Đúng không? Có đúng cái này không? Thấy tự nhiên có màu xanh cái này. Ôi dồi, khiếp trông được cái chứ. Vâng, bạn phải tăng thêm cân để quyến rũ được người đẹp này. Đồ ốm như cây tăm. Thôi, tha cho anh em Sang Huỳnh nhá. Ý nó là mình phải béo. Em này sở thích hơi mặn. Em ấy thích phải béo. Gầy là em không thích. Gim cơ to mới tán được. Sao nó bảo tôi là gầy? Sao nó bảo tôi là phải béo lên? Mẹ tôi tập gim người trông đần đẫn như này. Em thích béo hay sao hay như nào? Chả hiểu. Anh tập gim mỗi buổi nên chắc em ấy không thích sẽ gầy rồi. Ông phải đô thêm à? Chắc phải tăng tỷ lệ mỡ, tỷ lệ miếc nào đấy. Thôi cái đấy để sau đi. Lại vụ này trước. Mỡ mang để sau. Cơm không ăn gạo còn đấy mà anh em lo cái gì. Không có phải như ngoài đời đéo đâu. Mình chỉ cần bao mà không tán lại mới có thằng khác đéo đâu. Đúng anh em? Cơm không ăn gạo còn đó mà. Thoải mái đi. Game mới được cái hay thế anh em ạ. Nhất là cái con game nó thuộc cái thể loại nó harem hariếc ấy. Mình không tán ép mí thì hôm khác mình tán. Mình ngoài đời có thể già đi, có thể xấu đi, nhưng trong game thì mình vẫn luôn tươi trẻ, vẫn luôn đợi mình. Yeah. Tôi với tè cái game nhắc, tự nhiên nhắc đến gái gú cắt đi một tè. Tè cái game chứ.
Võ Thanh Sang ổng mải làm nhiệm vụ quên mất ghim rồi. Anh em Sang này, ở bên Nimo TV này là nó có cái chế độ là ngoài 7 ngày ra nó có chế độ 30 ngày và 365 ngày để anh xem Sang nhé. Anh em vào muộn vào sau, chúng ta nên hỏi trước hỏi sau trước khi chúng ta lên tiếng nhá, cho chuẩn chỉ anh em Sang ạ. À, vào đây anh em cứ thế này thì tôi hơi buồn nhá. Vào sau đừng coi như là vội lên tiếng kết luận, anh em nhớ chưa? Nhớ hỏi trước hỏi sau nhá. Cái này là không biết không trách anh em ạ. Nhưng mà biết thì thưa thì thốt nhá, không biết thì dựa cột mà nghe. Đấy, còn đây là không biết không trách anh em ạ. Không trách anh em Sang nhá. Tôi phải nói thế cho anh em Sang hiểu. À đây, trong này có sếp đây. Bây giờ như nào nhỉ? Quay về chỗ thằng cha kia thôi đúng không? Khiếp chồng của sân bay sân bủng gì mà tivi kê trên hai cái hòn gạch. chồng chán đâu. Chả hiểu luôn. Đấy, không cần. Ở bên kia à? Đâu, bên nào? Trên tầng 2 này à? Ở đây, đây. Tức là mình phải luyện tập xong cái vụ lái máy bay này thì mới tiếp tục làm được nhiệm vụ của thằng cha ấy đúng không? Phải tập xong đúng không? Ok rồi. Hoàn thành bài tập hả? Đâu, phải xem tập như nào. Tôi nghe nói là cái tập này khó lắm đúng không? Well, Carl, so what do you think of our new base of operations? It's missing something. À, còn thiếu vài thứ ở đây. Có thêm sân tennis bể bơi kinh chứ. Nghe hay đấy. Cậu phải học lái máy bay cái đã, chuẩn rồi. Không cần à? Cậu phải học. Tôi đã soạn các bài test cho cậu rồi. Cậu có thể xem trên TV. Rồi chứng minh ta thấy cậu biết bay. À, nếu cậu muốn giải cứu anh trai mình. Ok, whatever. Sao cũng được. Ngoài đấy. Nào. Nào xem anh em bảo khó khăn thế nào, là bao nhiêu bài tập? Tổng cộng bao nhiêu bài tập anh em ơi? Cất cánh. À. Ôi xời, một phát quà luôn mà. Tưởng cái gì? Phát quà luôn. Ôi xời ơi. Nó là nhoạng nhòe anh em ạ. À, cao lên em ơi. Ô, cao lên. Máy bay kiểu đéo đấy. Ok, đây. Giờ sáng rồi kìa bạn. 2 giờ sáng anh gọi em không bắt máy. Bao giờ anh mới quà nhiễm vụ? Anh cố lắm nhưng mà nó đeo lên chứ. Con game này điều khiển như cực. Đấy, ngon ngày. Trời ơi. Hạ cánh. À. Giải mà. Gì chứ hạ cánh thì ơi. Giảm tốc. Ui xôi. Quá đơn giản. Liệng cánh.
anh em mà cả cái bên 2 giờ sáng ngày hôm nay anh em cứ dần dần như là lo sợ dần đi. Một phát sẽ làm cái chuỗi mà tôi coi như là vượt qua toàn bộ bài lái máy bay một cách nhẹ nhàng. Ôi, muốn biết luôn cầu trò nhoanh. Tất cả đối với tôi sẽ chỉ là những cái sự nhẹ nhàng. Đúng không? Lên. Rồi. Đi kiểu gì đây? Bay ảo diệu. Bay máy bay nó phải như này. Vạch giữa mà xa vạch xanh nhiều quá là không lên cao được. Okay, chuẩn đấy các bạn, chuẩn đấy, anh em tư vấn quả chuẩn đấy. Mày thử không cho bố mày qua bài thi nữa xem. Mấy con chó chấm bằng. Ui rồi, quá rồi, 74% anh em ơi, quá rồi. Bọn khốn nạn, lại cái gì đây? À, hạ cánh. Bay vòng và hạ cánh à? Tức là thêm cái bước hạ cánh thôi đúng không? Thêm bước hạ cánh thôi thì được. Không có gì anh em yên tâm đi. Một khi mà ăn nuột nào rồi. Cũng nói chung là cũng quen tay được tí. Không dám khẳng định là quen tay 100%, nhưng nói chung là cũng quen tay được tí. Ơ kìa. Rồi. Nào xuống. Đây. Vòng cuối phải mở càng luôn nhỉ? Đúng. Một
Cuối hạ xuống khó quá. Không nhận, khó quá mà. Khoảng cách nó cho gần quá. Cố gắng lắm rồi ấy. Hạ càng luôn vòng cuối đúng. Chiến thuật của anh em hay đấy. Chắc chắn là được. Cảm ơn Mạnh Phạm. Luôn. À. Ui xôi ơi. Tành chiến thuật chuẩn anh em ạ. Mẹ phải hạ ngay. Cái chỗ kia phải hạ máy, không biết không kịp đọc anh em bảo tên là cái gì. Anh em mà biết được tên anh em nào nói cái lúc đấy tròn bót luôn, nó nhiều. Lại cái gì ở đây, sao hết cái kiện đến trực thăng là thế nào? À rồi, lại có trực thăng trực thuyết nhéo gì đây? Anh em Minh Đạt, nước mắt trực tuôn rơi. Cái gì missing kia là cái gì? Tao đến đâu nữa? Gì đấy? Phải trực thăng bằng chuột. Cái gì missing đấy? Sao lại missing? Lỗi Việt Hóa à? À lỗi ấy rồi. Lỗi bố chỉ dẫn rồi. Không, cái này tôi biết là nó bị lỗi chỉ dẫn, tôi không nhìn thấy cái gì. Lỗi chỉ dẫn. Cứ missing ấy, nó bị mất cái dòng missing ấy. Này thì biết là nó chỉ dẫn cái gì. Đấy. Đây mà tôi cũng đoán được. Nói chung là tôi cũng lờ mờ đoán được. Không sao. Rồi. Hạ cánh. Ê
anh em bảo lái trực thăng cứ giữ cho chúi đầu là được. Bảo giữ chúi đầu cái nó sẽ lật tung đầu lên. Trực thăng tôi nghĩ là lái thẳng là dễ hơn so với con máy bay kia. Sao được 62? Bay cả bay thế còn 62. Mày chuẩn chỉ thế còn 62. Hay sao cái đuôi tôi cắm ra ngoài nhỉ? Lâu quá hả? Ừ, sao mình nhấp chậm. Thôi lần này được thôi. Biết rồi lần này được thôi. Rồi. Tiêu diệt 3 chiếc xe tải ở cuối đường băng. Ấn Q để bắn rocket, ấn E để bắn súng thường. Đấy. Bừa đi kìa. Sao không nổ cái xe nào? Một xe. Tiêu diệt 2 xe ở phía tây nam đường băng. Ôi dồi ôi, bây giờ còn di chuyển nữa à. Này bắn xít à. Chúng đi em ơi. Mẹ cái xe kia nó tránh cả cái xe kia đi rồi. Một xe đi rồi. Còn xe khốn nạn thôi. Mày chặn tao à? Chết cha mày đi. Xong chưa? Cuối cùng là hạ cánh trên đường băng. Rồi thua. Ta cứ bắt phải 2 phút thế.
45%, hơi lâu nhỉ. Thể thao đúng yêu cầu luôn. Tôi thể đúng yêu cầu luôn. Không có vẻ nói nhiều. Vodka men ngay. Nó lại bảo streamer không nghe theo lời viewer. Nghe theo luôn. Cho nhìn luôn. Rõ ràng luôn. Thực hiện ngay luôn. Nổ cho tao. Biu, 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 biu. Rồi, còn thằng kia thôi. Đấy. Mọi thứ đơn giản mà. Bình tĩnh về thôi. Bay nghiêng tầm 45 độ rồi mới nhấp anh ơi. Rồi về đây, 47 rồi anh kìa. Đây bạn ơi. Cánh nhanh bạn ơi, có hết giờ bạn ơi. Có cánh giúp mình cái bạn ơi. What? 74% ngay. Ôi dồi ôi, lại nhào lộn cái gì máy. Ơ, máy bay này là máy bay gì? Ôi dồi ôi, lại có thế này nữa à. Cho chó chơi à. Cái gì đây? What the hell? Nó lại còn missing cả cái hướng dẫn nữa mới kinh chứ. Hướng dẫn chả biết nó ghi cái đéo gì. Em có gửi file xếp qua nhà anh. Anh tải ra rồi chọn nhiệm vụ. Màn này phải chỉnh chuột à. Anh cứ bay thẳng vào vòng tròn đầu tiên rồi lộn. Nhưng mà nó mất mẹ cái hướng dẫn. Nó đéo biết ấn cái nút gì. Ấn nút gì để mẹ nó mẹ gì. Ấn nút gì để nó lộn. Missing bố rồi, còn nhìn là cái nút gì đâu. Lộn thế nào. Ơ hả? Chuyện đó vừa xảy ra vậy. What the hell? Tôi vừa làm cái gì vậy? Ơ? Ôi rồi lại còn thế này nữa à? Mẹ, lại cái gì nữa đây? Xoay vòng xoay viết cái gì đây? Phòng viết thế nào? À, giữ. Ê! Ê! À rồi hiểu. Hiểu rồi.
xoay vòng chuột. Ấy. AD cũng được à? AD cũng được hả anh em? Thế để tôi dùng AD đâu mẹ ơi, bạn tôi đã dùng chuột. AD cũng được hả? Ờ thế được đấy. AD cũng được hả? AD mẹ đi, giúp tội gì vậy? AD cũng được đâu? AD không được. Không. Sang trái sang phải. Sang trái sang phải, sang trái sang phải, sang trái sang phải. Được chưa nào? Ơ? Nó không cho mình ấn mũi tên anh em ạ. Toàn mũi tên vắt tự động nó bị fail luôn. Mày con game ấy bị rồ à? Nó bắt phải theo ý nó. Vãi cả game. À ngược. 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 Tức là phải sang bên kia, sang bên trái cũng được, sang bên phải. Ơi, thả dù rồi anh em ơi, sắp qua rồi hay sao ý? Ờ à, đúng rồi, lúc chưa bung dù mình ấy trước nhở. Đúng anh em nói chuẩn đấy. À, lúc chưa bung dù mình bay trước luôn. Đúng quá. Tôi lao thẳng mẹ đầu xuống, chết mẹ luôn, xem còn chết không. Rồi. Đẹp. Ấy. Rồi, được. Qua rồi. Khốn nạn. Bỉ ổi khốn nạn. Qua rồi. Cảm ơn anh em sống về đêm. Hello? Carl, it's Woozy. Kể ra mất thời gian nhất là cái màn máy bay cánh quạt ấy. Còn trực thăng với lại cái máy bay kia lại không khó. Khó nhất là cái máy bay khổ. Sòng bạc tứ long ở Las Venturas. Ok. Giờ mình phải bay máy bay à? Cái gì đấy? Ơ kìa, đã tô lên đô làm gì đấy? Úi dồi, cậu có vẻ buồn ngủ. Cảm ơn anh em đi. Tỉnh táo lại, ngửi thấy cà phê đấy. Ông mới là người phải uống cà phê đấy. Bài toán khó. Người của ta ngoài chiến trường cần tiếp tế trang bị. Không có sẽ tử trận đêm nay thì đưa họ đi. Có 5 người đang theo dõi ta. I got 2 on that hill, one over there, and 2 by satellite. If I go, my guys and I will be dead. I don't have a death wish. I'm a man of peace. Yeah, clear. Nhiệm vụ này làm lúc nào cũng được à? Take the plane. Now you're not ready. Yet, so stay low under the radar. Questions? Yeah, just one thing. Nhiệm vụ này có cần phải làm anh em? Listen to me for once. Why won't these guys come after me? Oh, they can't because they're all posted on me. One DEA, one FBI, a Russian, a Cuban double agent, and my paymasters, checks and balances. Nobody is watching anybody, watching nobody. Know what I mean? Ác mộng giờ mới bắt đầu à? Nhiệm vụ này cũng bắt buộc à? Nhiệm vụ này có bắt buộc không? Bắt buộc thì làm luôn, sợ gì? Ui sồi. Không phải lo anh em ơi. Tưởng gì chứ bắt buộc thì thoải mái luôn đi. Tôi vừa mới tốt nghiệp xong cái lớp học lái máy bay xong. Hey Carl. You sure this thing is safe? I can see daylight through the floor. Yeah, that thing looks like an enthusiast. The U.S. Air Force left lights to shoot you down. Cool. What's the problem then? I said left lights. If you did as many amphetamines as these guys do, you'd be lucky not to shoot anything to move. Oh, shit. Hey, just stay low and you'll be fine.
chưa đủ tốc độ là không bay được anh em ạ. Từ từ thôi, qua hết rồi, một phát ăn ngay cho anh em xem luôn. Bay thấp à hay bay cao? Bay thấp, phải bay thấp, phải bay thấp. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dẫm. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Nhà mà nay tuổi gì? Sợi sai hướng. Có cái mẫu mũi tên màu vàng ở kia mà. Sợi sai hướng được. Tôi đang bay cái mũi tên màu vàng, nó chỉ ở map đây. Sai hướng là sai hướng thế nào? Tự nhiên thấy nghe bảo sai hướng là chuột dạ. Sai hướng thật à? Cool. What's the problem then? I said left wing. It is many amphetamines in these guys, dude. You've been lucky enough to shoot anything to move. Oh, shit. Hey, just stay low and you'll be fine. Bay đúng rồi, anh em làm tôi chột dạ pha đấy. Bay hơi cao một tí mà nó cũng lên cái lực kia kinh vậy. Khó vậy. Bay hôm nay nó bảo bay cao à? Ôi dồi ôi. Mày đuổi, mày đuổi tao đấy. Mày tuổi gì hả con? Chúng mày chả có tuổi gì với tao luôn. Mày bay phản lực nổ luôn. Chiến thuật của tôi nó bay sát đất. Mày bay phản lực của địch nổ luôn. Bồ láo, bồ lều. Ô cát bụi lại về với cát bụi anh em ạ. Bay dọc bờ biển à? Rồi tôi hiểu, là bay tiếp tận bờ biển thế. Sao anh em bảo bờ biển của gì mà vừa đi một đoạn thế này rồi? Yên tâm, tôi đố chúng nó đuổi tôi liền. Mày giỏi đuổi tao đấy. Anh tự giỏi cử mấy thằng mẹ phản lực ra đấy.
bố chiêu chúng mày luôn. Bố bay giữa cái đống tòa nhà, chúng mày cho chúng mày lao vào nhà, chúng mày đổ cho cha mày luôn. Ờ, một thằng đổ. Bố láo à? Em gì? Ôi, các bạn phản lực, mình sợ các bạn quá cơ. Các bạn trả tuổi gì mình luôn. Ờ, các bạn làm gì? Trả tuổi gì mình luôn. Rồi, bạn làm gì? Bắn hộ mình cái. Bạn làm gì mình? Máy bay của tôi hệ thống làm mắt tự động. Tôi, mày nhổ nước bọt. À không, ngồi trên máy bay tè luôn vào động cơ luôn. Chúng nó chả tuổi gì mà có thể bắn được tôi luôn, câu cho nhanh. Ây, xuống cơ mà. Tôi vẫn thở được. Ơ, cố lên máy bay ơi, mày làm được mà. Mẹo đến thế rồi vẫn không được. Bay sát đất luôn, ra biển thì bay sát mặt biển luôn. Cái này mình thử quán bay ra biển nhé. Bay sát mặt đất rồi. Ở một bên chân đấy đâu rồi? Bay thấp thì lại gặp cây, mà bay cao thì lại bị cái mấy cái thằng máy bay kia. Thế nào? Khó thế. Hey Carl, you gotta stay nice and low on your approach when you pop up on the radar. Here's the canyon in cover. You sure this thing is safe? I can see daylight through the floor. Yeah, that thing you look like an enthusiast. You at airport left light to shoot. Bay thẳng ra biển đi. Đâu, xem nào. Đây. Bay ra biển thì cũng có giải quyết vấn đề gì đâu. Thì nữa đằng nào mình phải, chả phải đi vào trong nhà. Chả phải đi vào trong khu nhà. Đi theo đường ô tô à? Khó lắm anh em ạ. Tối là tôi chơi theo phong cách của tôi thôi. Tôi cứ đi thẳng.
mẹ mấy cái thằng máy bay kia nó có bắn thì tôi mẹ tôi lượn vào trong thành phố cho chúng nó mẹ bị lao vào trong mấy cái tòa nhà, thì còn chính tôi không thể đi theo cái đường ô tô này. Tôi thật, chính tôi không thể đi theo đường ô tô luôn. Là một cái điều chắc chắn khẳng định đấy anh em luôn. Mà tôi cứ hiên ngang tôi đi, tôi không phải sợ bố con chạy thằng đéo là hết. Tôi cứ hiên ngang tôi đi thôi. Máy nhiều. Chỉnh còi thì mình không nên cố anh em ạ. Cho chúng nó lấy máy bay ra đuổi tôi luôn. Gần đến rồi, cố lên. Đi. Thả chưa? Sao không thả? Làm thế nào để thả? Là để ấy mà, hạ cánh mà. Hát là hạ cánh mà, hát là thả kia xuống mà anh em ơi. Xuống rồi. Trông cái máy bay trông lại đau đớn lắm anh em ạ. Làm cái thân máy bay nó khổ, rơi vào cái tay tôi nhìn nó có vẻ đau đớn lắm, nó đang quằn quại. Thôi tâm đi, trước đây là ngon rồi. Tôi sẽ sống. Cố lên. Thả hàng cho đồng chí chiến sĩ của chúng ta ngoài biên cương.
Tôi sẽ làm được. Cô lên được mày sống được, mày làm được, tao tin mày. Mày làm được mà. Mày làm được, tao tin mày làm được. Mày sẽ làm được, tao tin mày. Làm đi. Xếp ở đây rồi. Ha ha. Nào thôi. Ok, anh kia còn lao vào máy bay kìa. Ok. Đầu tiên nó phải ngon nghẻ đã thì mọi thứ nó mới được. Ok tay các bác. Anh bay cho khéo nhé, kéo đầm vào đồng cây. Bay lên anh ơi, anh đừng đâm cây chết em. Mày đừng có xếp ở đây cho tao được không? Tại sao mày lại dở cái trò, mày xếp ở đây làm cái gì? Ở nhà mình chưa đóng càng đúng không? Ừ đúng, chưa đóng càng. Quên, chưa đóng càng. Ừ. Đây. Lại. Ra mẹ đừng có tốc bay ở. Làm gì không? Giữ vững. Rồi, lên độ cao đã. Quan trọng là lên độ cao đấy các bạn. Sao máy bay khó điều khiển thế nhỉ? Ngon rồi. Tránh tên lửa. Mẹ tránh như thế mà vẫn không tránh được à? Cố lên mày bay ơi, mày làm được mà. Cố lên em ơi, một tí nữa thôi là mình về đến sân bay rồi. Chúng mình sẽ về với nhau em ơi. Em bay được. Đó là tên lửa tầm nhiệt đấy các bạn, phải tự truy đuổi. Cái đoạn này nó làm ngu thế. Các bạn quick save này này. Nó làm cái kiểu quick save này thì đéo ai mà làm gì được. Quick save như thế thì bố ai mà kịp mà điều khiển.
ấn lên nhanh lắm rồi đấy, đùa đấy. Ấn lên nhanh lắm mà không kịp nổi luôn. Mày nổ cha mày đi. Rồi tôi ra biển rồi. Ông biển đang ra phản rồi. Sao mày không bay là được cả cái thằng kia mà sao mày cứ phải cắm lên cắm xuống như thằng dở người nhỉ, cái thằng phi công kia. Xem. Mẹ sân bay ở tít tận trên này. Mà bây giờ tôi phải bay được biển, thì tôi sẽ phải bay như thế này. Vòng biển vào đây, đúng không? Đấy, cứ vòng nhá, an toàn đấy các bạn. Chậm tí mà nó an toàn. Thời gian chứ. Thời gian thì tăng 6 phút kịp không nhỉ? Đấy, nó cho con phản lực ra rồi. Mà máy bay của tôi bây giờ còn mỗi một càng đi tí về kiểu gì. Thì có hạ được cánh không? Anh em chọn có hạ được cánh không? Lộn vòng thẳng đứng để né tên lửa. Đây có phải là Battlefield đéo đâu anh em. Đây phải Battlefield đéo đâu anh em. Bảo tôi bạn lộn vòng tránh tên lửa. CG sắp sửa gầy như mẹ con mắm rồi. Được anh, cố lên anh. Đây rồi anh em ạ, ngay đây rồi. Hả? Nó tự nhiên là cái càng ở đâu sinh ra vậy? Ngon rồi rồi ơi. Về được vui tràn pháo tay anh em ơi. Về cuối cùng thì cũng về đến nơi rồi. Còn máy bay khốn nạn. Uống gì đấy? Đi ké máy bay. Cái gì đấy? Mấy thằng kia, mấy thằng nào cũng kinh vậy. Ôi dồi ôi. Lực lượng đặc vụ quốc gia à? Vệ binh quốc gia
À đây, Toreno đang lấy hàng. À đâu, đây bọn kia chứ. Đây là tên Toreno. What's your take on this? Hãy trình bày suy nghĩ của cậu. I thought them was your people. Tôi cứ tưởng đó là người của ông. Listen, Carl, Ben. We've got a problem. Some traitors from another người của đảng đối lập tài trợ vũ khí cho độc tài quân sự các nước ngoài. Ông có khác mẹ bọn nó đâu. Nhưng bọn ta khôn khéo hơn, giật dây với tên độc tài Vũ Nhìn. Đúng là có Việt hóa nghe hay hẳn nhỉ. Of course, these idiots have bọn stolen a consignment of landmines, and they plan to offload them in the Middle East and cause a little ruckus and are crazy and have a lot of problems. I mean, Carl, do you like maiming people? I'm curious. Maiming? Some people? Shit. Anyway, the point is, you and me, Carl, hey, we're the same. Now, yeah, it's a dirty job, but someone's got to do it. Việc xấu nhưng phải có người đứng ra hành động. Hỏng chuyện sẽ châm ngòi nổ cho chiến sự Mỹ Latin và Trung Đông. Big man. You got clearance to eliminate these. Cậu được quyền xóa sổ bọn này. Government agents. Giết đặc vụ. Sợ, sợ. Look at it that way. What do you think of this pest control? CJ sợ. Works for me. All right. Định chuẩn. Stay here now. I'm too hip. I gotta go. Okay? I'm out of here. À, tiêu diệt mấy thằng kia đúng không? Khổ. Dẹp mẹ đi. Cút. Đánh bom chiếc máy bay này à? À, phóng lên đằng sau rồi tôi nhìn thấy rồi. Ok, điện thoại đơn giản mà. Một phát ăn luôn. Nhiệm vụ này mà cũng đố tôi. Anh! Từ từ anh ơi! Hóa ra nó lại thả ấy kia. Bọn khốn đã chơi thả thùng nhớ tao. Đã thấy bố chạy đường lách này không cho mày thả thùng ngờ. Mày thả hộ tao cái. Ông chạy ở bên rồi mày thả hộ ông cái. Này thì thả này. Chiến thuật ngay mà anh em. Tôi không biết nó thả thùng thôi. Chứ còn là sao. Ồ, kinh vậy. Không được sử dụng vũ khí gây cháy. Ôi thằng kia thằng nào đấy. Ê. Ê. À. Mày biết tào lai không? Ê kia cầm cái gì đấy. Thằng kia cầm cái đéo đấy. Vào đây. Ô. À. Em hiểu sao ông kia cầm ba lô và là sao? Mấy tên được cầm ba lô ạ, sợ với chuồng. Mày một đấu một với tao thì mày quên đi con ạ. Ông nói luôn chúng mày một câu luôn cho nhanh. Mà thằng vào đấy. Một đấu một thì chúng nó không phải là đối thủ của tôi. Ai? Ui sổ. Thầy ơi, hãy sống lại và xem em đây này. Em đã làm dạng danh võ đường của mình. Em đấm lại cả em, cả đặc vụ em, quốc tế luôn thầy ơi. Ờ, có dù rồi. Ờ. Mày làm gì bố? Đặt lại một quả bom. Đâu, bom đâu? Đây. Bom đây. Rồi. Ờ, mình có katana mà. Khanh katana thưởng từ thầy. Bố lão katana. Bố lão cái tên là tao à? Ờ, dù đâu?
À đây. À. Nhảy xuống nó tự mang à? Ui xôi ơi, epic. Bố của epic luôn. Ngon ngay. Bật ru. Ôi dồi, anh em trông này. Anh em nhìn CG trông này. Trông một chán đời. Trông mẹ. Nghiện sida giai đoạn cuối. Trông người trông khổ. Mất katana, mất làm sao được anh em? Vũ khí tôi vẫn đầy đủ luôn, mất làm sao được? Thoải mái luôn. Tôi quen cả bác sĩ rồi, nên không mất đâu, không mất đồ gì đâu. Cháu chào bà. Bà thấy mẹ vòng eo cháu mi nhọn không? Khóa huấn luyện tàn khốc quá. Xong rồi anh em. Nhiệm vụ đấy là xong rồi. Thôi anh em ạ, hôm nay chơi đến đây thôi. Nói chung là xong được cái đống nhiệm vụ máy bay là tôi vui rồi. Không có phải vất vả rồi đi xếp game rồi là nghỉ thôi. Mệt vê lù. Em mượn con xe anh ơi. Bật auto xếp anh em, nhưng mà cứ cẩn trọng cho lành. Tôi có bật auto xếp nhưng mà mình cứ cẩn trọng, cẩn tắc vô anh đấy. Hôm sau vào lại thấy quay trở từ đầu ca sổ chim trước khi chúng ta học lại máy bay. Thì tôi nói thật với anh em luôn nhá, tôi cầm một cái khẩu cối thật ngoài đời tìm đến trụ sở Rockstar chứ không phải là vớ vẩn nữa. Tôi nói thật anh em luôn câu vậy cho nhanh. Rồi, rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Cảm ơn các anh em đã thức đến tận giờ này cùng với tôi. Thật. Chúc anh em một ngày thứ mấy nhở? Ngày thứ ba. Vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Tôi cũng đã live stream 6 ngày liên tiếp rồi. Ngày mai tôi xin phép. Bye bye. See you again. Bye bye game.